Bản tin tổng hợp sáng ngày 20 tháng 2 Tin tại Việt Nam, chuyên gia Mỹ nói không thể để y bác sĩ Việt Nam kiệt quệ tinh thần Chợ Bến Thành sẽ được trình trang lợp mái ngói Tin Thế Giới, cầu thủ bóng rổ Enes Kanter Freedom được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2022 Hội nghị Munich, phương Tây lo ngại về trục Moscow-Bắc Kinh Ukraine báo cáo hai binh sĩ chết vì pháo kích của phe ly khai thân Nga. Nga phóng loạt tên lửa, ông Putin đích thân giám sát. Đức kêu gọi công dân rời Ukraine ngay lập tức. Mali yêu cầu Pháp rút quân không chậm trễ, Paris phản đối. Chính sách năng lượng của ông Biden khiến các gia đình Mỹ tăng thêm 1.000 đô la chi phí trong năm 2021. Trộm kim cương 5,7 triệu đô, bồi thường 330 đô la. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp sáng ngày 20 tháng 2 của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và ngay bây giờ là những nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là những tin tức về tình hình tại Việt Nam. Chuyên gia Mỹ nói không thể để các y bác sĩ tại Việt Nam kiệt quệ về tinh thần. Kính thưa quý vị, liên quan đến tình trạng kiệt sức của đội ngũ y bác sĩ chống dịch COVID ở Việt Nam, ông Daniel Lewis, giám đốc dự án hoàn thành mục tiêu và duy trì kiểm soát dịch bệnh EPIC thuộc cơ quan phát triển quốc tế Mỹ USAID, mới đây khi chia sẻ với báo dinh nhấn mạnh rằng phải ngăn chặn đội ngũ nhân viên y tế kiệt quệ về sức khỏe tâm thần. Ông nói họ phải làm việc liên tục gồm cả làm việc bình thường và làm việc ngoài giờ, đôi khi họ phải ở lại nơi làm việc trong nhiều tuần lễ hoặc nhiều tháng mà không thể về nhà. Thậm chí họ phải ngủ trên sàn nhà. Việc chứng kiến quá trình bệnh nhân nguy kịch hoặc qua đời cũng tạo gánh nặng tâm lý lên các y bác sĩ. Ông Levitt cho biết, các vấn đề sức khỏe tâm thần mà lực lượng tuyến đầu thường gặp phải bao gồm căng thẳng, lo âu trong thời gian dài, rối loạn tâm thần, vân vân. Nặng hơn nữa, Họ có thể cần đến thuốc hoặc các buổi tư vấn phức tạp hơn để điều trị. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chính bản thân các y bác sĩ mà còn ảnh hưởng đến bệnh nhân họ đang điều trị. Ông Levitt cũng cho biết, một trong những khó khăn lớn nhất đối với việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế ở Việt Nam là thiếu bác sĩ tâm thần và lực lượng tuyến đầu gần như không có thời gian để tìm đến hỗ trợ vì họ phải làm việc liên tục với cường độ rất cao. Trước tình trạng đó, ông Levitt và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, phó giám đốc trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, họ đang phối hợp để thực hiện một loạt can thiệp về sức khỏe tâm thần cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, bao gồm giáo dục về dấu hiệu và triệu chứng cùng với các cách giải quyết chúng. Một số hội thảo, buổi tư vấn cá nhân và nhóm cùng với một đường dây nóng đã được thiết lập dành riêng cho nhân viên y tế để họ có thể chia sẻ về các vấn đề của bản thân mình và hiểu rõ hơn cách chăm sóc cho bản thân. Một diễn biến khác về tình hình tại Việt Nam. Chợ Bến Thành sẽ được chỉnh trang, lợp mái ngói. Thưa quý vị, theo báo chí trong nước, đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang hoàn chỉnh phương án cải tạo, chỉnh trang chợ Bến Thành để trình ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 2 này. Các phương án được đề xuất bao gồm sửa chữa nền chợ, hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng, cấp điện, phòng cháy chữa cháy, lợp mái ngói thay tôn, điều chỉnh chiều cao mái để thông thoáng và lấy ánh sáng, vân vân. Theo đại diện ban quản lý dự án, bên trong chợ hiện nay đã xuống cấp nhiều bởi sàn ẩm thấp, mái tôn thì nóng và nhiều chỗ thì bị rột, hệ thống điện không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Vị đại diện này cũng cho biết, quá trình trình trang, sửa chữa không ảnh hưởng đến kiến trúc của bốn cửa Đông Tây Nam Bắc. Chợ Bến Thành hiện đang được làm hồ sơ để công nhận di tích. Chợ Bến Thành được xây dựng từ năm 1912 đến năm 1914, có diện tích 13.000 m2, tọa lạc tại quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, giữa các tuyến đường Phan Bộ Châu, Phan Chu Trinh, Lê Thánh Tôn và công trường Quách Thị Trang. Đây là một trong những điểm thu hút rất đông khách du lịch. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang phần tin thế giới. Cầu thủ bóng rổ Mỹ Enes Kanter Freedom được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2022. Thưa quý vị, cầu thủ bóng rổ giải nhà người Mỹ NBA Enes Kanter Freedom đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2022. Epoch Times cho biết, đề cử này đã nhận được sự ủng hộ từ 30 người đoạt giải Nobel cũng như các nhà lập pháp trên mạng xã hội. Thông báo trên Twitter Freedom cho biết anh rất vinh dự khi nhận được đề cử này, đồng thời nhấn mạnh việc giữ vững lập trường còn quan trọng hơn khoản lương tiếp theo. Phần lớn tin nhắn để lại bên dưới bài đăng của Freedom là chúc mừng mô tả việc đề cử cho anh là rất xứng đáng. Thượng nghị sĩ Rick Scott, một thành viên của Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Florida, viết trên Twitter vào ngày 17 tháng 2. Enes là một nhà đấu tranh không sợ hãi vì nhân quyền và tự do cho tất cả mọi người và tôi không thể tự hào hơn khi thấy anh ấy nhận được đề cử cho giải Nobel. Vào ngày 16 tháng 2, dân biểu Cộng hòa David Valadeo của tiểu bang California cũng cho biết ông tự hào ủng hộ những nỗ lực của Freedom trong việc nâng cao nhận thức về những hành vi vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới. Không giống như đa số các cầu thủ NBA khác, Freedom đã thẳng thắn chỉ trích các vấn đề nhân quyền của chính quyền Trung Quốc, vốn bị chế độ Bắc Kinh kiểm duyệt rất nghiêm ngặt. Anh cũng kêu gọi các vận động viên tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, nơi Bắc Kinh đã và đang sử dụng như một công cụ tuyên truyền mạnh mẽ để nâng cao hình ảnh quốc tế. Trong một cuộc họp báo vào tháng Giêng, Freedom nói rằng chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc không đại diện cho các giá trị cốt lõi của Olympic, với lý do chế độ này đã tiến hành đàn áp Tân Cương, Hồng Kông, Tây Tạng, đe dọa Đài Loan. Anh cũng mô tả đây là một chế độ độc tài, tàn bạo. Yao Ming, một cựu cầu thủ bóng rổ NBA, hiện là chủ tịch Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc, vào ngày 18 tháng 1 đã mời Freedom đến thăm Trung Quốc để phát triển sự hiểu biết toàn diện hơn. Ngày hôm sau, Freedom đã trả lời trên Twitter bằng cách hỏi lại Bạn sẽ cùng tôi đến thăm các trại lao động nô lệ Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Hồng Kông và Đài Loan chứ? Hãy cho tôi biết nếu ông Tập chấp thuận. Là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, Freedom đã chứng kiến những hành động hoàn toàn im lặng của NBA trước các hành động xấu xa của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh từng nói vào năm ngoái, tôi cảm thấy buồn, thật đáng xấu hổ và ghê tởm. Đó chính là lý do tại sao tôi không im lặng. Tiếp theo chương trình là một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Hội nghị Munich, phương Tây lo ngại về trục Moscow-Bắc Kinh Sự xích lại gần nhau về chiến lược giữa Nga và Trung Quốc với việc Bắc Kinh ủng hộ các yêu sách của Moscow về Ukraine đang gây lo ngại cho các nước phương Tây. Theo tường thuật của Đài phát thanh quốc tế Pháp AFI tại hội nghị Munich vào hôm 19 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã lên án Nga đã phá hoại cấu trúc an ninh châu Âu và đang tìm cách viết lại các luật lệ của trật tự thế giới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu còn tố cáo Trung Quốc và Nga liên minh với nhau để áp đặt luật của kẻ mạnh hơn. Theo bà, hai cường quốc này chỉ hù dọa thay vì chấp nhận quyền tự quyết, cưỡng ép thay vì hợp tác. Cũng tại hội nghị, Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg lưu ý, lần đầu tiên Bắc Kinh ngả theo Moscow để yêu cầu khối NATO không thâu nhận các thành viên mới. Ông nhắc lại cam kết không gì lay chuyển được của các nước thành viên liên minh bảo vệ lẫn nhau. Ông cảnh báo Moscow rằng nếu tìm cách bớt đi NATO ở các biên giới nước họ, Nga sẽ có thêm NATO. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng đe dọa nếu Nga tấn công Ukraine, lực lượng khối NATO ở Đông Âu sẽ được tăng cường và Moscow sẽ bị những trừng phạt kinh tế nghiêm khắc và nhanh chóng. Khác với mọi năm, lần này Nga không gửi một đại diện nào đến dự hội nghị Munich, cho thấy có sự cắt đứt chiến lược giữa Moscow với phương Tây. Về phía Trung Quốc, phát biểu qua video, Ngoại trưởng Vương Nghị đã ngầm cảnh báo khối NATO khi tuyên bố rằng an ninh của một khu vực không thể có được bằng việc tăng cường các khối quân sự. Tiếp theo chương trình là phần tin tức liên quan đến căng thẳng Ukraina. Ukraina báo cáo hai binh sĩ chết vì pháo kích của phe ly khai thân Nga. Thưa quý vị, quân đội Ukraina cho biết hai binh sĩ của họ đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương vì pháo kích của phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraina vào hôm thứ Bảy 19 tháng 2. Tuần này, khu vực này đã bùng phát bạo lực làm dấy lên lo ngại nó có thể châm ngòi cho hành động quân sự của Nga. Thông báo trên trang Facebook, quân đội Ukraine cho biết họ đã ghi nhận 70 trường hợp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của phe ly khai kể từ đầu ngày so với 66 trường hợp trong 24 giờ trước đó. Những phần tử ly khai đã bắn vào hơn 30 khu định cư dọc theo chiến tuyến bằng cách sử dụng pháo hạng nặng, vốn bị cấm theo các thỏa thuận ngừng bắn. Một báo cáo khác từ phía Ukraine cũng cho biết, một nhóm các nhà lập pháp và nhà báo nước ngoài hôm 19 tháng 2 đã đến thăm khu vực xung đột đã bị nã pháo và đã phải sơ tán đến nơi trú ẩn. Trong khi đó, các quan chức ly khai trên mạng xã hội Telegram đã cáo buộc Ukraine bắn pháo vào họ và đó là hành động đáp trả tương xứng. Tiếp tục với một diễn biến nóng, Nga phóng loạt tên lửa, ông Putin đích thân giám sát, Đức kêu gọi công dân rời Ukraine ngay lập tức vào lúc tình hình miền đông Ukraine đang nóng lên và Hoa Kỳ tin chắc là Nga sẽ xâm chiếm Ukraine. Vào hôm thứ Bảy, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giám sát các cuộc tập trận quy mô lớn và các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn hạt nhân. Hãng tin Rear của Nga báo cáo Moscow đã phóng 3 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình Điện Kremlin cho biết đây là một phần của cuộc tập trận để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như năng lực của kho vũ khí hạt nhân của Nga. Ông Putin theo dõi cuộc diễn tập với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Điện Kremlin thông báo hai tên lửa hành trình được phóng từ lực lượng hải quân của hạm đội phương Bắc và Biển Đen. Một tên lửa đạn đạo liên lục địa được phóng từ sân bay vũ trụ Paleskir đến bãi thử Kura ở bán đảo Kamchatka, phía đông của nước Nga. Cùng ngày, theo CNN, không quân Nga đã thử nghiệm phóng tên lửa siêu vượt âm. Moscow khẳng định lần diễn tập này đã được lên kế hoạch từ trước. Ở diễn biến liên quan, mới đây nhất, Bộ Ngoại giao Đức vừa kêu gọi tất cả công dân Đức rời khỏi Ukraine ngay lập tức. Hãng hàng không hàng đầu của nước Đức Lufthansa cũng thông báo rằng họ sẽ tạm ngừng các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Kiev của Ukraine. Áo trong ngày 19 tháng 2 cũng đã kêu gọi tất cả công dân rời khỏi Ukraine ngay lập tức, ngoại trừ những người hiện cư trú ở miền Tây Ukraine. Bất chấp tuyên bố rút bất quân của Nga, phía Mỹ trong ước tính mới nhất vào hôm 18 tháng 2 nói rằng quân số Nga hiện diện ở trong và bao quanh Ukraine đã đạt mức 190.000 quân, tính cả phiến quân ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine. Mỹ nhận định đây là đợt huy động quân lớn nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai, và tăng hơn 90.000 quân trong vòng chưa đầy một tháng. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Mali yêu cầu Pháp rút quân không chậm trễ, Paris phản đối. Kính thưa quý vị, một ngày sau khi Pháp thông báo sẽ rút các lực lượng chống khủng bố đồn trú tại Mali với kế hoạch kéo dài nhiều tháng, chính quyền quân sự Mali hôm 18 tháng 2 đã yêu cầu Pháp phải rút ngay lập tức. Paris đã bác bỏ yêu cầu của Bamako. Trong khi đó, liên hiệp châu Phi lo ngại việc Pháp rút quân sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của lực lượng duy trì hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali. Theo đài AFI, trong bài phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, người phát ngôn của nhà cầm quyền quân sự, đại tá Abdoulaye Maiga nhấn mạnh là các lực lượng Barkhane và Takuba của Pháp phải rút ngay lập tức khỏi lãnh thổ Mali dưới sự giám sát của chính quyền Mali. Phát ngôn viên chính quyền quân sự Mali cũng nói thêm là kết quả của 9 năm can dự tại Mali của Pháp đã không hề mang lại kết quả mong muốn. Ngay lập tức, Pháp đã bác bỏ đòi hỏi của các tướng lĩnh Mali. Trong cuộc họp báo sau Thượng đỉnh Liên Âu và Châu Phi lần thứ 6 tại Bruxelles, Tổng thống Emmanuel Macron đã giải thích việc rút quân phải được tiến hành có trật tự để bảo đảm an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và tất cả các lực lượng quốc tế triển khai tại Mali vì sự an toàn của họ, tôi sẽ không nhân nhượng. Khoảng 2.400 quân nhân Pháp được khai triển tại Mali trong tổng số 4.600 quân tại vùng Sahel. Riêng việc rút số binh sĩ này cùng với việc tháo dỡ căn cứ, di chuyển các trang thiết bị, trong đó có hàng trăm xe bọc thép là một công việc khổng lồ và nguy hiểm. Các lực lượng Pháp ở Mali có nhiệm vụ can thiệp bảo vệ 15.000 binh sĩ mũ xanh của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là MINUSMA, trong trường hợp bị đe dọa nghiêm trọng. Pháp rút quân, ai sẽ bảo vệ lực lượng lính mũ xanh? Theo thông báo của phía Pháp, việc đóng cửa ba căn cứ Gao, Menaka và Goshi tại Mali sẽ diễn ra trong vòng từ 4 đến 6 tháng. Hiện tại, lực lượng MINUSMA của Liên Hợp Quốc đang xem xét tác động của việc Pháp rút quân đối với các hoạt động của lực lượng lính mũ xanh. Chủ tịch Liên Hiệp Châu Phi, Tổng thống Chenegan Macky Sall cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các đơn vị Pháp tại Mali. Chủ tịch Liên hiệp Châu Phi đặt câu hỏi, Pháp rút quân, ai sẽ bảo vệ lính mũ xanh của Liên hiệp quốc? Bởi MINUSMA chỉ là lực lượng gìn giữ hòa bình mà không có phương tiện cũng như không có nhiệm vụ chiến đấu. MINUSMA được thành lập vào năm 2013 sau khi bùng phát các cuộc nổi dậy đòi độc lập và thánh chiến năm 2012. Hơn 150 lính mũ xanh đã hy sinh kể từ đó. Đây là sứ mệnh gây thiệt hại nhân mạng nhiều nhất của lực lượng duy trì hòa bình Liên hiệp quốc. Tiếp theo là một tin tức từ nước Mỹ. Chính sách năng lượng của ông Biden khiến các gia đình Mỹ tăng thêm 1.000 đô la chi phí trong năm 2021. Thưa quý vị, một phân tích mới của Viện hotland báo cáo rằng chi phí sưởi ấm và làm mát trong nhà của các gia đình Mỹ điển hình đã tăng thêm tới 1.000 đô la Mỹ trong năm 2021 do các chính sách năng lượng và môi trường của Tổng thống Joe Biden. Các tác giả Linnea Lucan và Jack Taylor của hotland đã viết trong báo cáo rằng một gia đình Mỹ trung bình vào năm 2021 đã tốn thêm 600 đô la cho chi phí xăng cao hơn và 70 đô la cho chi phí điện cao hơn. Hơn nữa, các gia đình sử dụng khí đốt tự nhiên đã phải chi thêm trung bình 300 đô la và những người sử dụng dầu sưởi ấm trong nhà cũng phải trả thêm 1.000 đô la. Cộng dồn, các gia đình Mỹ trung bình đã trả tăng thêm 1.000 đô la chi phí năng lượng cao hơn vào năm 2021 so với năm 2020. Ông Taylor là chủ tịch của Viện Hotland, có trụ sở tại Chicago, một nền tảng giáo dục truyền thống. Bà luken là một thành viên nghiên cứu của Hotland. Trong số các chính sách của ông Biden mà bản báo cáo khẳng định đang khiến chi phí năng lượng tăng đáng kể, bao gồm Thứ nhất, hủy đường ống Keystone XL nối các khu vực sản xuất dầu của Canada với các nhà máy lọc dầu ở miền Trung Tây và miền Nam Hoa Kỳ. Thứ hai, hạn chế khoan ở các khu vực của Bắc Băng Dương, biển Bering và các vùng đất liên bang lục địa, đặc biệt là ở miền Tây Hoa Kỳ. Thứ ba, đưa ra lệnh cấm đối với các hợp đồng thuê dầu khí mới trên các vùng đất của liên bang. Thứ tư, hủy bỏ hợp đồng thuê sản xuất năng lượng tại khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Bắc Cực. Thứ năm, có kế hoạch đóng cửa gần một nửa dự trữ dầu mỏ quốc gia ở Alaska. Thứ sáu, các quy định mới nghiêm ngặt về phát thải khí mê tan từ hoạt động sản xuất dầu và khí đốt trong nước của Hoa Kỳ. Thứ bảy, phân loại chất thải nước tồn đọng từ quá trình khoan dầu khí là độc hại. Và thứ tám, xem xét việc thúc đẩy các công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch, sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên trên các vùng đất liên bang trả tiền thuê cho chính phủ liên bang. Ông Taylor nói với thời báo Epoch Times vào hôm 15 tháng 2 rằng các chính sách gây tổn hại nhất của ông Biden đang chặn đường ống Keystone XL và đình chỉ các hợp đồng thuê dầu khí tại khu vực bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Bắc Cực. Nhưng ông Taylor cho biết, các chính sách của ông Biden cũng đang tạo ra một thông điệp và bầu không khí bị mất cảm hứng tổng thể, không khuyến khích đầu tư và sản xuất. Do đó, đang tạo ra sự thiếu hụt nguồn cung và giá cả cao hơn đối với nhiên liệu hóa thạch. Ông Dan Kish, phó chủ tịch cấp cao của Viện Nghiên cứu Năng lượng đồng ý với phân tích của báo cáo của Viện Hotland, nói với thời báo Epoch Times rằng, thay vì thúc đẩy năng lượng đắt đỏ và phải đi cầu xin OPEC và Nga cung cấp thêm dầu, ông Biden nên làm việc để loại bỏ những trở ngại đối với năng lượng sản xuất tại Hoa Kỳ, tăng tốc đường ống và giảm bớt các quy định. Các nhà lãnh đạo quốc hội Mỹ được The Epoch Times phỏng vấn cũng đã chỉ ra, các chính sách về năng lượng và môi trường của ông Biden đang khiến chi phí tiêu dùng cho việc sưởi ấm và làm mát nhà cửa cũng như cung cấp nhiên liệu cho xe hơi và xe tải tăng cao. Thượng nghị sĩ John Bushman, thành viên của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Arkansas, nói với thời báo Epoch Times, chi phí năng lượng tăng vọt là kết quả của các chính sách tồi tệ mà chính phủ xa rời thực tế này theo đuổi. Ông Biden đã tạm dừng mọi hoạt động cho thuê đất dầu khí trên các vùng đất của liên bang và bỏ việc xây dựng đường ống Keystone XL trong tuần đầu tiên nhậm chức. Những hành động đó đã để lại hậu quả, và chính những người Hoa Kỳ chăm chỉ đang phải trả giá cho nghị trình liều lĩnh của Tổng thống. Ông Bushman là thành viên của Ủy ban Môi trường và Công trình Công cộng của Thượng viện Mỹ. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Trộm kim cương 5,7 triệu đô, bồi thường 330 đô la. Kính thưa quý vị, tòa án ở Anh đã phán quyết siêu trộm Lulu Lakatos, 60 tuổi, chỉ phải bồi thường 244 bảng Anh, tương đương với khoảng 330 đô la Mỹ cho vụ đánh cháo kim cương trị giá 4,2 triệu bảng, tương đương với 5,7 triệu đô la bằng đá cuội. 244 bảng là số tiền còn lại trong túi của Lakatos khi bị bắt. Theo báo Guardian, tại phiên tòa ở Southwark, London ngày 18 tháng 2 theo giờ địa phương, thẩm phán cho biết dù có sự chênh lệch rất lớn giữa thiệt hại và số tiền bồi thường, nhưng không còn cách nào khác. Khoản bồi thường cũng chính là số tiền mà nữ siêu trộm có khả năng chi trả. Trước đó, bà Lakatos đã bị tuyên án 5,5 năm tù vào năm ngoái sau khi nhận tội thực hiện vụ trộm vào tháng 3 năm 2016. Hai đồng bọn liên quan là Christopher Stankovic và Michael Jovanovic cũng bị tuyên lần lượt 3 năm và 8 tháng tù. Các công tố viên cho biết đây là vụ trộm trang sức lớn nhất cho đến nay. Số kim cương bị trộm đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Theo nhà chức trách, Bà Lakatos đã đóng giả chuyên gia đá quý và đến cửa hàng trang sức Boodles ở London để thẩm định kim cương cho một số đại gia người Nga. Khi tiếp cận số đá quý, nữ siêu trộm này đã nhanh tay đánh cháo bằng đá cuội. Hình ảnh từ máy quay an ninh ghi lại được cảnh nữ trộm bỏ túi đựng kim cương vào túi sách của mình. Trước khi rời đi, bà Lakatos đã đổi chiếc túi với một phụ nữ không xác định. Ngay sau đó, bà Lakatos và đồng bọn đã chạy trốn sang Pháp. Sau khi bị bắt, Bà Lakatos ban đầu đổ tội cho em gái, người này đã qua đời vào năm 2019 trước khi nhận tội. Nữ siêu trộm này cũng từng nhiều lần bị buộc tội trộm cắp ở Pháp và đã bị truy nã ở Thụy Sĩ vì một phi vụ tương tự vụ trộm kim cương. Trong vụ trộm tiền ở Thụy Sĩ, bà Lakatos đã tráo phong bì tiền bằng một phong bì đựng toàn giấy. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng ngày 20 tháng 2 của DKN TV cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại